Hello cả nhà, chào mừng cả nhà mình đã đến với kênh YouTube của Hoa Lan Như Ý. Hôm nay em ấy sẽ lên một cái video về hàng sưu tầm. Và đa số video này sẽ là hàng sưu tầm VIP cho cả nhà mình cùng sưu tầm nha. Nếu mà kịp nữa thì chiều tối em ấy sẽ up hàng sưu tầm bình thường cho cả nhà. Hàng tem. Đầu tiên em có một cái hướng này cả nhà. Cả nhà ơi, cây này là cây 2033 Đài Loan. Cây này là một cái cây 2033 rất là đẹp luôn. Và không biết cả nhà có thích dòng Đài Loan không, nhưng mà em rất là thích. Và đặc biệt cây này là cây xưa cho nên thân lá rất là cao to. Còn 2033 bây giờ hoặc là mã Liuzogen đó cả nhà, lá nó không có được cao to như vậy cả nhà nha. Cây này em chia sẻ với cả nhà một hướng 2033 như thế này, 250.000. Anh chị mình thích siêu tầm chơi cái hàng đài cho chuẩn hoa thì anh chị mình có thể chơi cây này nha. Cây này thì nó sẽ là lưỡi của nó sẽ là màu đỏ thẫm chứ nó không đỏ tươi như 2033 của hàng Thái cả nhà nha. Hoặc là cây này là mã của nó là Liuzogen, cũng là 2033, mà 2033 cũng là Liuzogen nha cả nhà. Và đặc biệt em bán là hàng đài xưa, rất là đẹp luôn. Một hướng như thế này, 250.000. Tiếp theo em sẽ có cây này chia sẻ. Em có một lá đầu này chia sẻ cho cả nhà nè. Em có một lá đầu kèm một măng. Cái này là mã... Cái gì em quên ta? 142. Em có một lá đầu kèm một măng như thế này, 142 cả nhà. Cây này thì nó có rất là nhiều mắt và anh chị mình có thể khai thác rất là ok. Em chia sẻ một lá đầu là 550.000. Anh chị mình thích sưu tầm cái lá 142 này thì anh chị chốt giùm em nha. 550.000 cho lá 142 này nha cả nhà. Một lá đầu và đặc biệt hoa 142 này hoa rất là to. Hoa rất là to, cánh nó dày lắm nha cả nhà. Cả nhà nhìn vô thì cả nhà sẽ biết cái cánh nó cứng như thế nào rồi. Chia sẻ một lá như thế này kèm một măng, 550.000. Cái này em bán theo thùy tương lai đó. Anh chị mình trồng tầm 1 tháng 2 tháng nữa thì sẽ rất là nhanh thành thân nha. Đó, 1 tháng 2 tháng nữa mình sẽ được một thân nữa. Em có một cái chậu này chia sẻ cho cả nhà nè. 40 đỏ. Em có một chậu 40 đỏ hướng 2 lá nha cả nhà ơi, nguyên zin. Nói chung chậu này thì cả nhà sẽ xài được 1 lá, 2 lá. 2 lá sau thì nói chung là vẫn còn mắt gạo rất là ok. Cái gì ta? 40 đỏ, em chia sẻ nguyên một chậu 40 đỏ như thế này nha cả nhà. Em bán nguyên một chậu. Anh chị mình thích siêu tầm 40 đỏ nguyên một chậu này thì em chia sẻ với cả nhà với giá là 2.2 triệu. Anh chị mình thích siêu tầm thì chốt nhanh giùm em nha. 2.2 triệu, 2 lá đầu zin, 2 lá sau thì cái lá sau này nè cả nhà còn mắt. Cái lá cuối này nè, còn mắt. Này cả nhà thấy không? Thấy mắt không? Mắt bự bự nè. Còn cái lá kế tiếp á thì nó bị hư mắt nè. Nó đen đen nó hư mắt nhưng mà nó vẫn còn mắt gạo ở mé bên trong nè cả nhà. Mắt gạo nè cả nhà thấy không? Đó, 2.2 triệu cả nhà nha. 40 đỏ quận 6. Cây này mà nói về dòng 40 đỏ quận 6 thì nó chùm rồi đó cả nhà, rất là đẹp luôn. Chậu đó 4 lá, cả nhà có thể xài tầm 2 tới 3 lá nha, 2.2 triệu. Em báo giá vậy đó, anh chị mình cảm thấy ok thì ủng hộ em nha. Còn thôi mình thấy mắc quá mình bỏ qua. Em chia hướng một lá kèm một măng 158 Phan Thiết. Một lá kèm một măng 158 Phan Thiết nha cả nhà. Em chia sẻ với cả nhà là 1.4 triệu em bao ship nha. Một lá kèm một măng mã 158 Phan Thiết. 158 Phan Thiết này mới đầu nở là sẽ màu gì ta? Màu vàng. Vài ngày sau nó mới qua màu cam nha cả nhà. Cây này nó sẽ đổi màu cả nhà nha. 1.4 triệu, 1.4 triệu. Một lá kèm một măng. Anh chị nào tin tưởng thì chuyển khoản. Cái này em để trong chậu em nuôi cho sẽ rất là nhanh thành lá luôn. Còn anh chị nào mà muốn tự tay mình trồng một cái hướng lan ra thì anh chị mình có thể chuyển khoản, em cắt em gửi cho cả nhà nha. Một lá kèm một măng 158 Phan Thiết nha cả nhà, 1.4 triệu. Kèm 158 Phan Thiết này đẹp lắm cả nhà. 158 Phan Thiết rồi bán gì nữa ta? 0.74 nè cả nhà. Em chia sẻ với cả nhà một hướng 0.74 như thế này, hoa như hình. Cây 074 này rất là đẹp luôn. Hướng 074 này em chia sẻ với cả nhà là 1.5 triệu. Em bao ship nha. Tất cả là nguyên zin nha cả nhà. Đấy, nó đang ra rẻ rất là đẹp và rất là ok. Cái này em chia sẻ với cả nhà là 1.5 triệu. Em bao ship nha. Mã 074. Mời cả nhà lên đơn. Hoa to. Nói chung em bán hàng sưu tầm 90% là hoa to hết cả nhà. 90% là hoa to. Em có cái này có nụ. Cưng lắm á. Trời ơi. Này nó đang chuẩn bị đi hai đầu nụ luôn á cả nhà ơi. Cây nè, đây là một cái cây của Đài Loan. Em có ghi mặt bông lên hình cả nhà nha. Đang nụ nè, bông chùm nè. Về tha hồ chụp hình luôn cả nhà ơi. 650.000 cho cái cây hoa chùm Đài Loan. Cả nhà chốt thì cả nhà chốt hoa chùm Đài Loan giùm em nha. Hàng này là hàng Đài Loan cả nhà nha. Đang có nụ nè. Cái này mà mèo khô cả nhà cũng đừng lặt nụ nha. Bởi vì thường thường mèo khô bên đây nè, có một mèo khô nè. Em thấy có cái tim trong này em không dám lặt, nhưng mà bên này thì nó ra nụ rồi cả nhà.
650.000. Mã này là mã hoa trung Đài Loan, cả nhà chốt giùm em. Màu sắc cực kỳ sặc sỡ và rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, mời cả nhà mình cùng lên đơn. Rồi, lên một chậu tương lai này cho cả nhà mình cùng sưu tầm. 158 bit clip. Cây 158 này là hoa rất là to. Và em hay nói với cả nhà, cả nhà có công nhận không? Em hay nói với cả nhà, cả nhà mà cứ nghe cây nào là có cái từ bích clip á, thì cả nhà cứ chốt dùm, á lộn, cả nhà cứ cứ mua dùm em về chơi, rất là đẹp. Ngay cả hàng sưu tầm hay hàng tem cũng vậy, hàng tem cái vậy, hàng tem mà cây nào có cái chữ bích clip vô là không cây nào xấu hết. Và em chơi theo, nói chung là em có trồng rồi em biết, cho nên là cả nhà yên tâm, cả nhà nghe em không có bị sai lầm đâu cả nhà. Không biết cái hoa nó có hợp gu cả nhà hay không, nhưng mà cái lưỡi rất là đẹp rồi. Em chia sẻ cho cả nhà hướng 158 bit clip như thế này, đang chuẩn bị đi hai hướng. Cái này em bán theo thị tương lai thôi. Cái này thường thường á, một lá đầu em bán tầm 2 triệu, mà cái này hướng này hai, đang chuẩn bị đi hai hướng, hai măng luôn cả nhà. 158 bit clip em chia hướng 3 hướng như thế này nha cả nhà. Một hướng như thế này, 3,2 triệu em bao ship. Anh chị mình thích siêu tầm mời cả nhà lên đơn. Cái này thì hoa nó to sẽ tầm 16-18 cm là chuyện bình thường. Và lá nó sẽ to, có những lá mà cả nhà trồng, cái cây này mà cả nhà trồng bụi tác phẩm, lá nó sẽ to, rất là to, lá 8 cm luôn là chuyện bình thường cả nhà nha. Rất là to. 158 bit clip mời cả nhà tham khảo giá nha. Vừa túi thì mình mua, mắc quá thì mình cho qua cả nhà nha. Bởi vì em bán hàng sưu tầm là có cây mắc cây rẻ, không phải cây nào cũng rẻ hết trơn, mà không phải cây nào cũng mắc hết trơn. Mình cảm thấy ở cái cây này nó mắc quá, không có vừa túi tiền mình có thể chơi cây khác cả nhà ha. Nói chung là mình sẽ có nhiều sự lựa chọn khi mà cả nhà tham khảo cái kênh của em. Không phải em bán hàng mắc không đâu cả nhà, em có bán hàng rẻ mà cũng không phải em bán hàng rẻ không, em có bán hàng mắc. Tùy theo gu, em bán hàng là em bán hàng theo gu của khách thôi. Có những anh chị chuyên chơi những cây hàng mắc tiền, và có những anh chị chuyên chơi những cây giá bình dân, mà cây nào nó cũng đẹp hết trơn. Bởi vì em là một cái người yêu hoa cả nhà, em thấy cây nào nó cũng đẹp hết trơn. 3,2 triệu em bao ship. Còn một lá trắng cường xăng nè, có một lá trắng cường xăng nè cả nhà, trắng cường xăng cả nhà nha. Anh chị nào hôm nay anh chị nào mà mua cái cây ở video này, em tặng lá này cho anh chị mình, cả nhà còn xài được hai mắt. Đang lên một măng nè, ở dưới này có một mắt nữa nè, mắt nè cả nhà, banh cái rễ ra, mắt nè cả nhà thấy không. Anh chị nào mua ở video ngày hôm nay em sẽ tặng cái lá này nha. Đây là trắng cường xăng cả nhà nha. Rồi, bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Em chúc anh chị mình sẽ sở hữu được một cái mặt băng sưu tầm đẹp. Hẹn gặp lại cả nhà ở video ngày mai. Ngày mai em sẽ lên hàng tem VIP nữa để cho cả nhà mình cùng sưu tầm. Hàng tem thì nói chung là hàng tem em bán thì hơi bị kén chọn nha cả nhà. Tại vì tem thì cũng có tem đẹp tem xấu, nhưng mà tem thì em chỉ chọn tem đẹp em bán thôi. Em không có bán những cái cây tem mà thường thường có những cây mà nói chung là nó cũng nó không có được đẹp cho lắm đâu cả nhà. Cho nên là hàng tem thì nói chung là em hơi kén đó, em chỉ lựa những cái mặt tem đẹp em mới bán thôi cả nhà nha. Rồi, bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào video ngày mai nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha.